Bỏ lỡ bình minh có thể ngắm vào ngày mai, nhưng bỏ lỡ em thì không có lần hai đâu các bác ơi. Dạ vâng, hôm nay em xin giới thiệu tới toàn thể các bác chiếc đồng hồ Odo 5410 trên một dáng thùng zin Tây, zin nguyên bản các bác nhé. Và chiếc thùng này thì em còn giữ nguyên bản vẻ đẹp của em nó, chưa có spa gì. Và các bác cùng ngắm nhìn cho em điểm nhấn là hai bông hoa hồng được các nghệ nhân chạm đục trực tiếp trên bề mặt thùng rất là đẹp và sắc nét. Và bên dưới là kính mài huỳnh nguyên bản của nó và còn đầy đủ cả tay nắm zin nguyên đây các bác ơi. Với một bộ mặt số nổi trên cài mạ của đồ cực kỳ là đẹp. Và chiếc Odo 5410 này thì được bên em trực tiếp lên từ Odo 548 zin nguyên bản và nó cũng chơi hai bản nhạc gai Kalium và bản nhạc truyền thống Westminster cũng điểm chung kép bính bo. Và chiếc Odo 5410 với một chiếc thùng zin Tây nguyên bản này em giao lưu với các bác với giá là 25.500.000. Dạ vâng, giá quá hợp lý phải không các bác? Và các bác đang tìm kiếm những chiếc đồng hồ đánh bính bong với chiếc thùng zin Tây zin nguyên bản thì các bác lựa chọn chốt ngay cho em chiếc Odo 5410 hôm nay em giới thiệu tới các bác nhé. Và bây giờ em sẽ cùng các bác sát gần lại chiếc Odo 5410 này và cùng ngắm vẻ đẹp nguyên bản nguyên vẹn của chiếc thùng zin Tây các bác ạ. Quá là đẹp và em sẽ soi gần cho các bác ngắm nhìn những cái bông hoa mà được các nghệ nhân chạm đục trực tiếp trên bề mặt thùng đây rất là đẹp. Và các bác sẽ ngắm nhìn cho em một chiếc thùng còn lành lặn nguyên vẹn nguyên bản, chưa có mọt mối hay là cong vênh gì các bác nhé. Và em sẽ đi vào bên trong cho các bác. Vâng, chiếc thùng chất liệu gỗ thịt và mấy chục năm rồi mà còn giữ được vẻ đẹp và nguyên bản của chiếc thùng này cực kỳ là hiếm. Vâng, nó còn đầy đủ cả hai bên chống tường các bác nhé. Và quả lắc thì bóng loáng đây, quả lắc cũng zin nguyên bản của Odo 54. Và em sẽ tiến hành đi vào test luôn hai cái bản nhạc, em mời các bác. Vâng, và đây là cần gạch bài, em sẽ chuyển sang bài Westminster ạ. Vâng, các bác cùng em vừa thưởng thức hai bản nhạc gai Kalium và bản nhạc truyền thống Westminster. Và bây giờ em cùng rút máy ra để giới thiệu qua về cho các bác yên tâm chơi những chiếc Odo 5410 đánh bính bong và với một chiếc thùng zin Tây zin nguyên bản. Và giá cả thì em đưa lên giao lưu với các bác cực kỳ là hợp lý và bình dân nữa ạ.
Vâng. Các bác cùng ngắm nhìn cho em một bộ mặt số nổi chân cài cao cấp các bác nhé. Vâng. Và đi kèm bên trong là chuẩn máy Odo 5410. Vâng. Chuẩn máy Odo 54. Và các bác cùng ngắm nhìn cho em bộ máy chắc máy, không có chút gì là tu dồn. Và nó có những cái vết màu của thời gian, nhưng mà quan trọng nhất là cái bộ máy nó còn chắc máy các bác ạ. Chưa có tu dồn hay là loét ổ gì. Và em cam kết đảm bảo với các bác là chuẩn máy Odo 54 các bác nhé. Chứ em không làm máy khác mà nói là máy 54 cả. Và bên em luôn đảm bảo cái chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác. Đây, seri máy 24 và thông số của máy đây. Và từ bánh răng, ổ gót và tất cả hệ thống máy bên trong là nguyên bản. Nó hệ thống của nó đúng như là máy 10 zin rồi các bác nhé. Và mình chỉ có thêm vào bộ phận quả lô gai này thôi. Và thêm bên điểm giờ thì mình thêm vào cái cần bính bong này, cần bính này. Vâng. Và tất cả bộ phận bánh răng, ổ cót nó đều giữ zin nguyên bản. Và em bảo hành tới các bác là 3 ổ cót zin chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi. Và với cái kỹ thuật thì trực tiếp bên em làm, nên em luôn cam kết và đảm bảo cái chất lượng cho các bác. Và kể cả từ những bộ gông 3 số 1 này cũng là trực tiếp bên em cắt tông và chỉnh âm các bác nhé. Và các bác nào mà những bộ gông nhà mình nó đã bị mất âm mà muốn thay thế những bộ gông thì các bác cứ liên hệ cho bên em. Dạ vâng, các bác cùng em vừa thưởng thức hai bản nhạc và cùng em rút máy ra để các bác cùng yên tâm và sở hữu chơi những chiếc Odo 5410 với giá cả bình dân và với một chiếc thùng zin tây zin nguyên bản rất là đẹp và sang trọng đây. Và em giao lưu với các bác với giá là 25.500.000. Các bác quan tâm thì có thể liên hệ cho em qua số máy 0355005943 và cũng là số Zalo bên em. Và địa chỉ bên em là cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định các bác nhé. Dạ vâng, em xin kết thúc video này. Hẹn gặp lại các bác.